Lần đầu tiên em được nhảy backup dancer ở trong bài của em đúng không? Dạ đúng rồi, em hết hồn luôn mà hát rất là hay luôn á. Bài của em bé, ủa trời sao bé này hát bài gì hay quá vậy? À bài mình hả? Cứ vậy. À, em ơi giới thiệu về mình đi ạ. Dạ vâng ạ, em xin được tự giới thiệu với là tất cả mọi người, em tên là Ngô Lan Hương và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Em là một ca sĩ. Ồ. Và bật mí thêm cho hai vị đội trưởng được biết là cô gái này là một cô gái đã cover rất nhiều những bạn hit đình đám. Và mỗi bạn bao nhiêu kênh của em bao nhiêu rồi? Subscribe của em hiện tại là đang hơn 600.000 rồi subscribe. Cô chỉ 6.000 rồi.